Range Rover 2022 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam cùng mức giá khởi điểm cho tùy chọn thấp nhất là 11,2 tỷ đồng và cao nhất là 23,8 tỷ đồng. Với thế hệ Range Rover thứ 5 trong lịch sử, hãng xe Anh Quốc đã mang đến nhiều sự thay đổi cả về ngoại thất lẫn động cơ. Ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, mẫu xe đã nhận được tới hơn 100 đơn đặt hàng từ khách Việt. Tuy nhiên, với khoảng 11 tỷ đồng, thay vì mua Range Rover 2022 bản bay, chúng ta còn một lựa chọn khác là Mercedes GLS 600 Maybach với các tùy chọn gần như cao cấp nhất của hãng xe Đức. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mê xe đối chiếu trực tiếp Range Rover 2022 bản bay và Mercedes GLS 600 Maybach. Chào mừng anh em đã quay trở lại với mê xe. Đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 300.000 subscriber. Đầu tiên, cả GLS 600 Maybach và Range Rover 2022 đều là hai cái tên mới nhất cho hai dòng sản phẩm GLS Maybach của Mercedes và Range Rover đến từ nhà Land Rover. Do đó, cả GLS 600 Maybach và Range Rover 2022 đều có tất cả những gì tinh túy nhất từ động cơ, nội ngoại thất, các gói trang bị an toàn và cả những công nghệ chỉ riêng hai mẫu xe này có được. Về ngoại thất, GLS 600 Maybach mang cho mình thiết kế bo tròn xuyên suốt từ đầu đến cuối xe, mang lại cảm giác hài hòa cho chủ nhân. Đây là dạng thiết kế mà Mercedes cho rằng phù hợp với mọi giới tính. Mặc dù vậy, thiết kế này đã gây tranh cãi cho nhiều fan hâm mộ từ lâu đời của hãng xe đến từ nước Đức, bởi Mercedes đã loại đi chất cứng cáp, góc cạnh đã làm nên tên tuổi. Trong khi phía Range Rover 2022 vẫn giữ nguyên trường phái thiết kế góc cạnh vốn có của mình, sự hài hòa trong thiết kế của GLS 600 đến từ mặt ca lăng tạo ấn tượng mạnh bởi hình quả thận nằm ngang được viền mạ chrome. Bên trong là những thanh kim loại được đặt dọc song song với nhau. Trên đỉnh của mặt ca lăng là dòng chữ Maybach được in chìm, tạo nên nét tinh tế cho mẫu SUV đầu bảng của nhà Mercedes. Trên thế hệ thứ 5 của Range Rover, nếu chỉ lướt qua thì chúng ta sẽ không thấy sự thay đổi quá rõ rệt. Chỉ khi nhìn kỹ thì chúng ta mới thấy được phần mặt ca lăng cũng đã được thay đổi từ dạng sóng uốn lượn sang các hình chữ nhật đặt ngang. Cặp mắt trên GLS 600 Maybach là bộ đèn multi-beam LED với 112 bóng được bo tròn các góc, cùng với đó là giải LED định vị được thiết kế giống mí mắt đặt ngang đầu xe. Trong khi Range Rover vẫn giữ nguyên thiết kế với bóng hình chữ nhật được đặt tại góc dưới giải đèn định vị bằng công nghệ LED kỹ thuật số. Phần mí mắt của Range Rover này đã được vát nhọn hơn so với người tiền nhiệm, đi cùng là đèn chiếu sáng thích ứng với môi trường có khả năng chỉnh sáng tối ưu cho người lái mà không gây chói mắt cho người đi đường nhờ hiệu ứng tạo bóng vật thể. Xuống bên dưới, hốc hút gió đặt ngang của GLS 600 Maybach được mạ bạc, tạo nét tròn phía hai đầu, tạo ra sự hài hòa với thiết kế tổng thể. Cuối cùng là phần cản trước sang trọng mạ chrome để nhắn nhủ với các khách hàng của Mercedes rằng đây không chỉ là một chuyên cơ mặt đất mà còn là một cỗ máy off-road khi chủ nhân cần. Phần cản trước của Range Rover 2022 cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì phần cản được tạo hình chữ U kéo dài, thì giờ đây Range Rover 2022 đã mang tới thiết kế liền khối cho cản trước. Tích hợp hốc hút gió lẫn đèn sương mù vào bên trong thanh kim loại được đặt nối dài đặt ngang phần đầu xe. Tất nhiên không thể thiếu được dòng chữ Range Rover được in hoa đặt trên nắp capo đã trở thành thương hiệu của mẫu xe này 53 năm trước. Đi về phần đuôi, Range Rover đã được thiết kế lại cụm đèn hậu đặt dọc nhưng đã được chia làm đôi, đồng thời gắn thêm một thanh vát ngang phần cốp được sơn màu tương phản và gắn dòng chữ Range Rover. Trái với đối thủ GLS 600 Maybach, Range Rover 2022 không để lộ ống xả, thay vào đó là cản sau được sơn đen và đặt hai đèn phản quang ở hai bên. Đi tới thân xe, trước khi đến với những thông số khô khan thì chúng ta hãy cùng nhìn qua thiết kế. GLS 600 Maybach và Range Rover đều có bậc bước lên xe theo dạng thò thụt. Riêng Range Rover, mẫu xe Anh Quốc có phần đường kẻ đi từ phần mí mắt của đèn trước kéo dài đến đuôi xe. Khác với đường coastline đến từ Rolls-Royce, Range Rover đã chọn phương pháp khắc thẳng lên xe, đảm bảo cho độ bền bỉ lẫn thẩm mỹ. Ngoài ra, phần cửa trước được ốp kim loại hình chữ U và được đặt từ trục A tới gương xe. Chuyển qua GLS 600 Maybach, khách hàng sẽ có được phần mạ chrome ốp xung quanh vòm cửa kính của xe, đi cùng là logo Maybach đặt tại trụ C. Nếu thiết kế của GLS 600 Maybach có phần gây tranh cãi, thì độ dài của mẫu xe này có phần nhỉnh hơn đối thủ từ Anh Quốc. Cụ thể thông số kích thước của hai mẫu xe này chúng tôi đang cho hiển thị ở trên màn hình ngay lúc này. Tiến vào khoang nội thất, màn hình giải trí trung tâm có kết nối Apple CarPlay, sạc không dây, các chi tiết ốp gỗ, da Napa và da bò là những trang bị ở mức cơ bản trên hai mẫu SUV hạng sang. Mang trong mình DNA off-road đến từ nhà Land Rover, Range Rover 2022 vẫn trung thành với những nút điều hòa, quạt gió, sấy sưởi ghế bằng cơ dạng xoay nhằm giúp cho người lái lẫn hành khách không mất nhiều thời gian làm quen. Vị trí trung tâm của mặt tablo là màn hình giải trí 13,1 inch với độ nhạy cao, phản hồi nhanh giúp cho người lái không bị sao nhãng khi chạy xe. Đằng sau vô lăng là màn hình hiển thị thông tin trạng thái xe được Range Rover đặt tên là Interactive Driver Display rộng 13,7 inch. Về phía đối thủ, khoang nội thất của GLS 600 Maybach mang đến một bầu trời công nghệ khi được trang bị một màn hình kéo dài từ sau vô lăng đến giữa bảng tablo được chia làm hai nửa, một màn hình hiển thị tốc độ, số vòng tua máy và phần còn lại là màn hình giải trí. Tất cả đều có kích thước 12,4 inch và trang bị phần mềm MBUX.
tích hợp cảm ứng. Các phím bấm tại cụm điều khiển trung tâm được thiết kế theo dạng phím đàn Black Piano với đường chỉ Plowing Lights. Phong cách thiết kế đi đúng với tiêu chuẩn sang trọng vốn có trên các mẫu Maybach thường thấy. Tất nhiên không thể thiếu được đèn viền nội thất Ambient Light bao quanh nội thất của chiếc GLS 600 Maybach. Ra tới phía sau, cả hai mẫu xe đều trang bị màn hình cảm ứng đặt sau lưng ghế. Về tùy chọn ghế ngồi, Range Rover 2023 lần đầu tiên trình làng tùy chọn 7 ghế với bộ điều khiển đặt ở tựa để tay trung tâm mang tên là Executive Class. Còn GLS 600 Maybach thì trung thành với chỉ 4 ghế ngồi. Một số tiện ích phụ trợ khác như bàn làm việc, tủ lạnh, ghế massage, chống ồn chủ động cũng đều xuất hiện trên tất cả các phiên bản của Range Rover 2022 cũng như là GLS 600 Maybach. Dưới nắp capo, Range Rover 2022 cung cấp hai tùy chọn động cơ là P360 và P530. Động cơ P360 sản sinh 360 PS, mô men xoắn cực đại 500 Nm đến từ động cơ hybrid MHEV 6 xi lanh 3.0 lít. Động cơ P530 sử dụng tăng áp kép, đẩy sức mạnh của Range Rover 2022 lên 530 PS, mô men xoắn cực đại 750 Nm dựa trên động cơ 8 xi lanh 4.0 lít cùng hộp số 8 cấp. GLS 600 Maybach đang được chào bán tại thị trường Việt Nam với cấu hình động cơ 4.0 V8 kết hợp với động cơ điện EQ Boost Mild Hybrid, sản sinh công suất lên tới 558 mã lực với lực kéo là 750 Nm và hộp số 9G-tronic. Tương quan về sức mạnh, chỉ 11,5 tỷ đồng, đại diện nước Đức đã bỏ lại đối thủ đến từ Anh khi mà Range Rover 2022 ở mức tùy chọn cao nhất mới so kè được với sức mạnh của GLS 600 Maybach. Đây chắc chắn là lợi thế cực lớn đến từ hãng xe ngôi sao ba cánh trong cùng mức giá tiền. Về công nghệ, Range Rover 2022 lần đầu tiên được trang bị tính năng cân bằng thân xe điện tử Dynamic Response Pro, giúp cho xe kiểm soát độ nghiêng và giữ trọng tâm tốt hơn. Trục sau của xe được điều khiển riêng biệt bằng hệ thống điện giúp cho bánh sau có thể quay được đến 7 độ. Range Rover 2022 còn tích hợp khả năng đỗ xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại. Khi sử dụng Range Rover 2022 trên các cung đường off-road, chế độ lái Terrain Response sẽ tham gia vào khả năng vận hành của xe như khóa vi sai cầu sau chủ động, khai thác các hệ thống khung gầm để xử lý các thiết lập môi trường xung quanh, giúp lái xe không phải quá bận rộn điều chỉnh khả năng thích ứng của xe trên mọi cung đường. Bên cạnh đó, treo khí nén độc lập sẽ dẫn tắt dao động ngay lập tức, mang đến sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Còn đối với GLS 600 Maybach, dù các đàn em như S580, S680 đã có đánh lái bánh sau, nhưng chiếc SUV siêu sang từ Đức lại không có trang bị này. Thay vào đó, GLS 600 Maybach mang đến khả năng nhún nhảy từ bộ treo khí nén Airmatic, giúp cho xe dễ dàng thoát khỏi môi trường lầy lội, đụn cát. Ngoài ra, SUV đầu bảng của Mercedes còn có tính năng hỗ trợ đỗ xe Active Parking Assist tích hợp Parktronic. Như vậy, trong cùng tầm giá khoảng hơn 11 tỷ đồng, chúng ta có hai lựa chọn là Range Rover 2022 bản bay và GLS 600 Maybach. GLS 600 Maybach với những trang bị công nghệ cao cấp và thông số động cơ mạnh mẽ đang có những lợi thế nhất định so với đối thủ. Range Rover 2022 dù chưa có sự tương đồng về sức mạnh, nhưng với việc là phiên bản nâng cấp mới cùng những thay đổi ngoại thất thì với mức giá niêm yết 11 tỷ đồng, đôi khi chúng ta sẽ lựa chọn đánh đổi công năng để lấy vẻ đẹp bên ngoài và giá trị của thương hiệu. Anh em nghĩ sao về hai chiếc xe này? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Đặc biệt là bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 300.000 subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.